Phim ngắn Cảm ơn anh gây sốt vì câu chuyện tình LGBT có thật. Vừa qua, bộ phim ngắn về chuyện tình LGBT mang tên Cảm ơn anh đã gây sốt cộng đồng mạng. Thế nhưng, ít ai biết, toàn bộ phim ấy đều là câu chuyện có thật do chính người đẹp chuyển giới Trúc Ly, 31 tuổi, diễn viên chính, từng trải. Tại buổi ra mắt phim ngắn, người đẹp Trúc Ly chia sẻ bản thân đã ấp ủ dự án rất lâu nhưng vì dịch COVID-19 nên bây giờ mới có thể thực hiện. Trong suốt thời điểm tại phim trường, cô đã tỉ mẩn đến từng chi tiết chỉ mong có một sản phẩm ra mắt người em và lời cảm ơn gửi đến người bạn trai quá cố vào đúng dịp sinh nhật của anh. Theo đó, thời gian Trúc Ly chưa chuyển giới, cô và một chàng trai đem lòng yêu nhau. Cả hai cùng trải qua những ngày tháng gian khó, chia nhau từng gói mì, tô cơm. Để giúp cô thực hiện ước mơ phẫu thuật, chàng trai còn quyết định sang nước ngoài lao động kiếm tiền. Thế vậy, rồi anh ấy đi mãi. Một buổi tối sau khi làm việc xong, mình lấy điện thoại gọi anh ấy nhưng không liên lạc được. Linh tính mách mình điều chẳng lành nên vội hỏi người thân, họ chỉ xui xui bảo anh mất vì tai nạn. 12 giờ đêm, mình gục xuống đất, gào lên tức tưởi. Bởi, anh ấy có lẽ là người đàn ông duy nhất yêu em bằng cả trái tim. Đau thương là thế, nhưng đối với Trúc Ly, khoảng thời gian cả hai cạnh nhau mãi mãi là ký ức tươi đẹp. Vậy nên, tháng 9 vừa qua, Trúc Ly quyết định dựng toàn bộ câu chuyện thành bộ phim ngắn nhằm tưởng nhớ về người bạn trai cũ đã mất. Tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng, bộ phim quay 3 ngày 3 đêm với rất nhiều xúc động. Mình nhớ phân cảnh đúng 49 ngày anh trở về, hay cảnh hai đứa chia nhau bát mì trong dãy nhà trọ tồi tàn, mình đã ôm bạn diễn khóc cạn nước mắt vì tưởng anh ấy. Trúc Ly tâm sự về những ngày quay bộ phim. Ngay sau khi công chiếu, bộ phim đã nhận hưởng ứng tích cực. Trong đó, nhiều cư dân mạng chia sẻ sự thích thú vì cảm nhận được sự chân thật của bộ phim. Mình đã đọc toàn bộ những bình luận, thậm chí là lượt thích. Đối với mình, mọi lời động viên sẽ tiếp thêm năng lượng cho việc ra mắt thêm nhiều bộ phim về chủ đề LGBT trong tương lai, Trúc Ly chia sẻ. Người đẹp Trúc Ly sinh năm 1991, từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng LGBT. Từ một nạn nhân bị bạo lực về giới tính, hiện tại cô đã phát triển công việc kinh doanh và tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ xã hội và nâng cao nhận thức về LGBT.